Dạ. Hay, rất là đơn giản luôn các em à. Bây giờ thì mình đã tiêu diệt được tên trùm đó là Aokiji. Và đây là team 500 anh em đang đứng đợi mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình cùng với team 500 anh em sẽ cùng nhau đi qua C3. Vì hiện tại các bạn thấy level của mình đó là 1498, chưa đủ level đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ ra ngoài farm, rồi sau đó mình lên được 1500 level mình sẽ qua C3 nha các bạn. Rồi bây giờ các em đi theo anh, let's go. Còn một con quái này nữa thôi là mình lên được level 1500 các bạn à. Let's go. Yeah, đã được 1500 level rồi các bạn ơi. Và bây giờ các bạn thấy nè, trên tay của mình đó chính là cây Gengoku mà mình đã đánh con Aokiji và đã nhặt được. Các bạn nhớ video lần trước không? Đây, sau khi mình lên level 1500, nó sẽ kêu chúc mừng bạn, bạn đã đạt được level 1500 và bạn đã sẵn sàng để qua thế giới mới chưa. Rồi bây giờ lo Rodentino rước mình rồi. Hồi nãy đứa nào đấm mình lọt xuống biển các bạn, cây thật sự á. Rồi bây giờ mình đi theo Flotino. Flotino đi đâu mất tiêu rồi. Rồi lên tới nơi rồi các bạn à. Không biết là như thế nào đây. Mà quên nữa, các bạn thấy tuyệt chiêu của mình có gì mới không? Đó là mình đã học được tuyệt chiêu karate người cá nha các bạn. Đây mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu cho các bạn coi nè. Các bạn thấy tay của mình không? Cầm trái trắng động đưa cho ổng hả? Đưa cho ai? Cái ông đứng dưới này hả? Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ gọi là lấy cái gọi là hả, trái trắng động ra các bạn. Đây chính là trái trắng động nè các bạn ơi, trái của rau trắng. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cho ông này. Ui, ông này nhìn có uy tín ông ta, nhìn mặt gian dưới trời. Ông này tên là Trevor các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cho ông nha. Rồi đây là trái trắng động mà tôi đưa ông. Tôi nói thiệt nha, tôi có duy nhất một trái thôi đó, ông đừng có cho tôi nha. Rồi mình đưa cho ông rồi các bạn ơi. Sao không được? Đâu khoan, ông nói gì vậy? IC. Bây giờ sao đây? Đã đưa được rồi các bạn ơi. Nói chuyện hai lần mới được. Rồi đưa rồi em ơi. Được rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ là đi theo mấy bạn này, đi vô trong đây à. Đi vô đây các bạn ơi. Và sau đây sẽ là sức mạnh bí mật của trái ác quỷ Human, biến thanh kiếm siêu nhỏ thành thanh kiếm siêu to dài 1000 mét. Các bạn thấy chưa? Đây là nhờ 500 anh em chỉ cho mình mới biết làm nha các bạn. Rồi đâu rồi? Đây rồi, Doflamingo à. Nó đây đúng không? Nó đánh đồng đội của mình. Cái mà mình nhận ra được Doflamingo là tại vì Doflamingo đeo một cái áo choàng màu hồng nam tính giống như mình các bạn. Dám đánh đồng đội anh hả? Dám đánh đồng đội anh hả? Đó, đừng có đùa. Đây các bạn không, Doflamingo nhìn mặt rất là nhây. Sử dụng cái kiếm dài 1000 mét đánh Doflamingo các bạn ơi. Đây, ui, nó hồi máu kìa các bạn. Ấy da, trời, đấm ghê quá các bạn ơi. Đó, thì nói chung á là bây giờ mình sẽ đánh con boss này để mình có thể qua được C3 nha các bạn. Let's go, let's go. Wow, các bạn không, đó là thức tỉnh trái quỷ rồi đó. Đó là những cái tơ màu tím của Doflamingo đấy các bạn. Đấy, rồi bây giờ mình không có cần kia kiếm nữa. Đó, trở hình Human đánh cho nó lẹ các bạn ơi. Xong rồi các bạn nha. Cái gì? Qua cà phê anh. Gì giờ này đi uống cà phê, trời tối rồi mà. Quên, đang đi làm nhiệm vụ. Trời ơi, qua quán cà phê để mình nhận nhiệm vụ tiếp theo các bạn ơi. Tại vì mình chưa có hoàn thành xong cái nhiệm vụ qua C3 thế giới thứ 3 đây các bạn. Rồi, đây là mấy em, anh đây. Nãy giờ mấy bạn này đợi mình các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đợi, đâu, chỗ nào. Ấn vô anh hả? Trời ơi, cái thanh niên này là cái thanh Bartolomeo, là gọi là trong cái đấu trường các bạn. Đây là để gọi là fan cứng của gọi là idol Luffy các bạn ơi. Nó sử dụng cái trái gọi là Barrel các bạn. Rồi biết rồi. Bây giờ là sao đây? Đồng ý đánh 50 Swan Britain. Là đánh 50 tên hải tặc các bạn ơi. Rồi được rồi, biết rồi. Vậy là bây giờ mình phải đi đánh 50 tên hải tặc nữa các bạn. Nói chung là cũng khá là lâu đó, nên là mình sẽ qua nhanh đoạn này nha các bạn. Hoàn thành nhiệm vụ. Rồi bây giờ là mình sẽ quay trở về cái chỗ ông hồi nãy để mình gọi là giao nhiệm vụ đi thôi các em ơi. Quên á, nãy giờ mình vô mình quên gọi là random trái ác quỷ, biết đâu được mình ra trái xịn thì sao. Bây giờ là mình vô đây để mình gọi là random và trái ác quỷ các bạn ơi. Mấy em ơi, anh dưới đây nè, random ác quỷ mấy em ơi. Ấm bên là si bùa, làm ơn cho tôi cái trái nào xịn nha. Để coi, 249.000 tiền các bạn ơi. Let's go. Ủa đâu ơi, let's go. Đúng là thiệt sự luôn, nó trùng hợp đến như vậy sao? Mình nhận nhiệm vụ của cái ông gọi là Bartolomeo là nó sử dụng trái gọi là vật cản, mà bây giờ mình random ra trái vật cản luôn các bạn. Đây này, của ông nè, trả cho ông đó. Trái của con này nè, đúng rồi. Không ngờ luôn các bạn. Mà cái trái này hình như là mình có rồi các bạn ơi. Chắc là mình sẽ cho mấy bạn fan đi. Đây nè, em nào lấy cái trái này anh cho nè. Ủa cái gì vậy? Anh em đưa cho mình trái gì vậy? Cái trái này là trái trái đất hay gì đó bạn ơi. Rồi thôi,
Vẫn vứt đi, vứt đi, vứt đi. Rồi bây giờ mình nhận nhiệm vụ tiếp các bạn ơi. Hey, gì vậy? Gì vậy? Bà làm tốt lắm. Bây giờ hãy đi tìm và hạ gục tên Jeremy. À, cái tên mà lần trước mình lấy cái áo choàng của hắn các bạn, lò xo các bạn ơi. Tên Jeremy xuất hiện rồi các bạn ơi, đằng sau lưng của mình nè. Mà mình không hiểu tại sao nha, cây kiếm này nó nặng quá hay sao mà nó nằm ở dưới giữa hai chân của mình, nó ảo chứ. Kiếm siêu to khổng lồ coi. Mình sẽ sử dụng cây kiếm này để mình hạ gục hắn. Ai, hắc ký lên. Nói chung là cái tên boss này nó bây giờ không là đối thủ với mình nữa. Tại vì bây giờ level của mình là 1500 rồi. Và mình có thể qua C3 nha các bạn. Đang làm nhiệm vụ để mình qua thế giới thứ 3. Rồi, mà mình đang cầm cái biên, các bạn biết cái kiếm gì không? Đó là cái kiếm Gengoku. Quá đã luôn các bạn. Rồi, đây, thành công. Bạn đã hạ gục được tên Jeremy. Giờ đi đâu mấy đứa? Nó đưa mình tới đấu trường này, nó kêu là Mr. Wang đang ở đây mà mình không biết ở đâu hết á. Theo em hả? Rồi, ở đâu? À, dưới đây có đường nè các bạn ơi. Đâu, wow, cái gì vậy? Ui, bị giam rồi kìa. What? Sao mấy người này bị bắt vậy? À, có thể đây là những gia đình hải tặc mà lúc hồi nãy mà gọi là Bartolomeo nói với mình đó các bạn. Bây giờ sao đây? Ơ, giờ làm sao để cứu mấy người này nè các bạn? Quê đánh được không? Ủa mấy em ơi, sao anh vô không được mà mấy em vô được kỳ vậy? Cái này mới lạ nè các bạn. Rõ ràng là có một cái gọi là các bạn thấy nó vô được kìa. Rõ ràng là có một cái hàng rào bằng sắt nó cản lại rồi mà sao tụi nó vô được, mình vô không được, mình tóc biến cũng không vô được luôn. Anh chưa mở mã anh. À, vậy là phải mở mã nữa à. Trời ơi, mã đâu giờ trời. Đây là cái mật mã mà mình gọi là phải sử dụng để mở được cái gọi là nhà giam kia nha các bạn. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà hồi nãy mình nhận nhiệm vụ để đánh Doflamingo các bạn ơi. Hôm nay mình tốn hết một trái quỷ trắng động của bố già râu trắng Tứ Hoàng rồi nha các bạn. Khá là tốn đây. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu hả, gọi là đi tiếp. Đem gọi là mình nhớ mật mã rồi. Biết sao không? Mình lấy điện thoại mình chụp hình lại chứ thật sự bây giờ kêu mình nhớ không nổi các bạn. Nó nhiều quá. Bắt đầu giải mã thôi các bạn ơi, để mình nhớ coi. Hình như là cái này đầu tiên nè. Rồi mình không nhớ là cái nào các bạn, để xem coi, hình như là cái này. Đúng rồi. Bây giờ là cái nào nó hiện lên màu xanh là được nha các bạn. Nói chung là cái này các bạn không cần phải nhớ đâu. Các bạn cứ chạy tới rồi cái nào nó xanh trước thì nó đầu tiên, cái nào nó xanh sau thì là thứ hai, đó cứ vậy thôi. Rồi tiếp tục nè, để xem coi là hình như là chữ M thì phải. Đây chữ M nè. Đó, rồi. Bây giờ là cái gì đây? Nhìn cái ký tự này nó khó nhìn lắm bạn, chữ F nè. À, để xem hình như là còn chữ N nữa hay sao ấy. Đấy, rồi, cái này nữa. Yeah. Thành công rồi mấy đứa ơi, anh đã gọi là giúp cho những cái người hải tặc gọi là thoát rồi. Ờ mà sao mình cứu hải tặc ra? Ờ quên, mình muốn trở thành vua hải tặc thì mình phải cứu được những cái người gọi là hải tặc ở trên cái gọi là đấu trường này nha các bạn. Tôi đã hạ gục được tên Doflamingo rồi, mọi người ra ngoài đi, ra ngoài. Đó, bây giờ mình đã cứu được người ta rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ gọi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình sẽ vô nhận nhiệm vụ của King Red Hit. Đó là vua đầu đỏ các bạn ơi. Đây là một, bây giờ mình sẽ mắc vô để xem coi. Yo, nói chuyện gì vậy ta? Tôi buồn. What? Tại sao lại buồn? À, bây giờ á là Rip Indra for me need you. À là ông này ông bị gọi là bị thay thế ở cái update 15 các bạn ơi. Ủa ai kia? What? Ai đằng kia các bạn? Wow. Cầm cái kiếm xịn hay gì nè. À cái kiếm của mắt diều hâu các bạn ơi, mi hảo gì đó các bạn. Rồi. Ui. Cái ông này là ai vậy? Rồi thôi bây giờ đánh mình thì mình đánh lại thôi các bạn ơi, chứ biết sao giờ. Ui bây giờ mình cũng không biết là đây là ai các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ là chắc là nhiệm vụ thôi. Bây giờ mình vô mình đánh thôi các bạn ơi. Đây để xem coi đánh mình như thế nào đây. Ui mình đang muốn gọi là chợ biến cây kiếm thành gọi là siêu to khổng lồ nhưng mà chưa được. Rồi, ông đứng rồi. Để tôi biến cây kiếm siêu to khổng lồ cái tôi đánh nhau cho nó vui nào. Rồi, let's go. Yeah, được rồi. Hên quá. Làm quen rồi các bạn ơi, làm hai lần là được. Đấy, kiếm siêu to khổng lồ. Rồi. Bây giờ yo. Wow, ông này ông trâu quá các bạn ơi. Đánh ông rất là khó luôn nha các bạn. Cố lên nào. Quầy, tính ra mình không có tăng kiếm cho nên là mình đánh hơi yếu các bạn. Mình mà tăng kiếm lên thì có lẽ mình mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ mình không có tăng kiếm. Từ từ để tôi. À để mình gọi là cho các bạn thấy nè. Ui đây, ông này các bạn. Ui té rồi. Ui giời ơi. Ui, ông hồi máu kìa. Ô. Ê, đây chính là ông này. Ôi. Hình như hai người này đều là hai người đều như là chùm hay sao bạn ơi. Nhưng mà do cái ông kia bị update 15 bị bỏ ra nên là bây giờ tức quá quay lại đánh các bạn. Wow. Ghê thiệt các bạn ạ. Wow. Biểu diễn công nhận cái này đã thiệt á. Nhưng mà các bạn có để ý không? Một cây kiếm là nó hiện lên màu xanh, một cây kiếm nó hiện lên màu trắng. Tuy là hai cây kiếm giống nhau các bạn, rồi ông đầu đỏ này coi như ông gọi là bị thương rồi các bạn ơi. No. What? Wow. Quá ngầu luôn các bạn ơi. Rồi xong, ông bị đánh ngất xỉu rồi. Xong rồi đó, kết thúc đi. Ui, đánh nữa hả? Người ta xỉu rồi mà. Ui, ông này giống còn đỡ được. No. Rồi, xong.
Wow, quá ngầu luôn. Mình không biết hai người này là ai, nhưng mà hồi nãy ông kia ông tên là King Red Hit, thì rõ ràng ông là gọi là vua đầu đỏ rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ là hai ông này chắc là vua với nhau đấy. Wow, cái này giống như là trái bóng đêm của râu đen các bạn ơi. Rồi xong rồi hả? Rồi sao bây giờ bạn đã có một tin nhắn mới của gọi là King Red Hit. Bây giờ là Dear Friend. Rồi nói chung là đang nói chuyện chém gió thôi bạn ơi. Rồi bây giờ sao đây? À, cho mình qua Shiba. Yeah, thành công rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua Shiba, không biết là có gì bên đó không, nhưng mà mình nghe mấy bạn fan nói là qua Shiba đánh nhau ghê lắm. Nói chung là không có lý do gì hết, miễn sao nó thích là đánh thôi bạn ơi, miễn thích là đánh à. Rồi, và Tetsu các bạn ơi. Yes, mình đã chuẩn bị qua Shiba rồi, để xem coi có gì khác không. Ai, wow, đâu đây? What, đây là Shiba đúng không? Chuẩn rồi các bạn ơi, Tetsu kìa. Rồi, tuyệt vời mất chơi. Vậy là mình đã qua Shiba rồi các bạn. Wow, nhưng mà mấy đứa kia đâu hết rồi? Trời ơi trời, mình mới qua Shiba chưa làm được cái gì hết mà nó kêu mình đánh boss mạnh nhất game, đánh boss admin. Sao đánh lại? Nhưng mà có cái thuyền này có hình của mình nè các bạn. Đó, đẹp trai không? Rồi, bây giờ là đâu 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 tới đâu? Bây giờ là sao đây? Mình mới qua luôn, là mình coi như là một thành viên mới của cái đảo này rồi. Vậy mà bây giờ nó kêu mình đánh boss mạnh nhất, không biết đánh nổi hay không đây các bạn ơi. Thôi bây giờ mình cứ đi theo mấy bạn này coi như thế nào các bạn ơi. Nhưng mà nói chung là các bạn hãy chúc mừng mình vì mình đã qua được Shiba rồi các bạn à. À, rồi bây giờ là mình từ từ, mình sẽ biến thành cái kiếm siêu to khổng lồ đó, đánh boss cho nó ngầu các bạn. À, boss xuất hiện rồi các bạn ơi, đâu đâu. Ủa, cái ông này ông hồi nãy mà. Vậy là ông này là ông mạnh nhất game á hả? Vậy ông là chùm cuối rồi còn gì nữa. Wow, quê giờ sao đây, giờ sao đây? Ui, nó đánh kìa, vô, súp 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 súp. Đây, bây giờ mình không có sử dụng kiếm được các bạn ơi. Tại vì ông này ông mạnh nhất game, cho nên là mình bắt buộc mình phải sử dụng nắm đấm thôi. Chứ mình cái kiếm của mình không có năng điểm, cho nên mình đánh yếu lắm các bạn. Ui, lắc à. Lắc quá các bạn ơi. Vô, cố lên em ơi, phải hạ gục được ông này thôi. Ông này mạnh nhất game đấy, phải tất cả anh em chúng ta 500 anh em kết hợp lại mới đánh được ông này đó. Chứ một mình anh là không đánh được rồi đó. Rồi cố lên. Dạ 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 dạ. Bó tay luôn các bạn ơi. Rất là nhiều người đang đánh nhưng mà ổng hồi máu lại nữa, sao đánh lại. Rồi, đấm rồi. Ui, mình đánh được 50.000 đam luôn các bạn ơi. Wow, đã thiệt đã thiệt. Ổng đâu rồi? Ơi, mình không thấy cái gì luôn mà nhìn rất là rối luôn á. Ủa đâu rồi? Hello, boss ơi, ông đâu vậy? Đây 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 đây. Ôi trời ơi, này thì đây đâu rồi? Ấy cha cha, nói chung đánh đại bạn ơi, lên đam là được, miễn sao nó lên đam là được rồi. Mình nghĩ là mình ăn được các bạn ơi, tại vì nãy giờ mình đánh đam khá là nhiều. Ấy, cố lên. Rồi, ông đây nè. Đấy rồi, thấy rồi. Ui, ở đâu rồi? Mới thấy đây mất tiêu rồi. À đây đây đây, đứng ngoài cửa, đứng ngoài cửa. Dạ 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 dạ, ăn ké thôi, ăn ké thôi. Ủa rồi mấy em chịu châu đi để anh đánh cho. Đúng rồi mấy em ơi. Đấy, ổng đang bị dồn vô chân tường các bạn ơi. Come on, come on, come on, come on. Yes, yes. Cố lên nào. Cố lên. Ui giờ sao đây? Ổng đánh châu dữ vậy trời. Đánh hoài mỏi miệng luôn, chưa đánh xong. Ủa. Nó chém gió mỏi miệng chứ phải đánh mỏi miệng các bạn ơi. Rồi, let's go. Wow, được cái gì không ta? Ê, được đồ gì nè? Khoan. Wow, mình được một cái nón các bạn ơi. Wow, mình đánh boss mạnh nhất của game chùm cuối, mình được cái nón này nè. Mũ đó hiếm lắm anh, hiếm lắm hả? Trời, mình hên vậy. Mũ của admin đó hả? Wow, vậy là mũ của tên chùm cuối hồi nãy các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè. Đây, Valkyrie Helm. À, nói chung là cái này mình không biết là viết như thế nào các bạn ơi, nghe mấy bạn này nói. Bây giờ là bạn Cường này bạn sẽ chở mình đi lấy cái gọi là tai điện V2 các bạn ơi. Lần trước mình có tai điện rồi, nhưng mà bên đảo rùa anh. Rồi, chở anh đi em. Let's go. Đi nào đi nào. Giờ anh lấy hả? Đúng rồi, đi lấy đi em. Rồi, vậy là bạn Cường này bạn chở mình đi các bạn ơi. Đảo rùa ở đâu? Hồi nãy mình ở cái lâu đài này nè các bạn. À, vậy là ngày hôm nay mình sẽ đi lấy thêm gọi là cái tay điện nha các bạn. Mình qua được Shiba nè. Mình gọi là sở hữu được cái thanh kiếm dài 1000m nè. Rồi mình còn gọi là lấy được cái Elite V2. Bây giờ mình lấy nè. Rồi mình còn được cái nón mạnh nhất, hiếm nhất của chùm cuối nữa các bạn. Xịn chưa? Quá đã. Em đi từ từ, đợi anh. Trời ơi, nó chạy nhanh quá các bạn, mình chạy chậm như rùa luôn ấy. Bực mình thiệt. Hiện tại bây giờ là mình chưa có lấy tộc các bạn ơi, cho nên là mình chạy chậm lắm. Các bạn kêu mình lấy tộc đi để cho chạy nhanh, nhưng mà mình chưa có thời gian. Bây giờ mình đi làm mấy nhiệm vụ đi trước. Quê, đây là một con thỏ đúng không? Cái này là ở trong tộc Min nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy Elixir nè các bạn. Rồi, hello Asinomoto. Gì đây? À, bây giờ là bạn có 30 giây để chạy tới Mansion, một cái biệt thự. Cái gì? Bạn chỉ có 30 giây thôi. Cái gì? 30 giây chạy tới biệt thự à? Đường nào em? Đường nào? Nè, rồi let's go. Trời ơi, mình chạy chậm như rùa vậy sao mình chạy tới biệt thự trong 30 giây? Trời, còn 20 giây. Mới chém gió có mấy câu mà hết 10 giây rồi. Trời ơi, nhanh vậy, đợi anh. Còn 15 giây. Đợi anh. Vậy là không được các bạn, mình nghĩ mình không thành công rồi. Mình chạy như vậy sao mà thành công, còn có 10 giây à. Cố lên nào, come on. Sắp tới chưa, còn 5 giây. À, 3, 2,
1, không được rồi. Không được rồi mấy đứa ơi. Không thể nào kịp được. Giờ sao đây? Không được rồi, phải cần đo. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sử dụng đo đi, sử dụng cái trái gọi là dịch chuyển tức thời á của gì ta lo bạn để di chuyển cho lẹ. Rồi. Ôi, tôi sẽ bay hù mình. Đừng có nói là bạn nói sẽ ăn trái đo, bỏ trái hù mình để giúp mình nha. Cảm ơn em. Wow, đúng là tình nghĩa anh em các bạn không? 500 anh em tốt không? Lần này mình sẽ nhận nhiệm vụ lại và lần này mình sẽ làm không làm cho các bạn thất vọng đâu. Rồi, từ từ nhận anh hả? Rồi rồi, để anh tí, anh sẽ đứng đây. Đã biết rồi. Đợi cái bạn kia gọi là tới đây để gọi là dịch chuyển mình các bạn ơi. Các bạn hồi nãy các bạn, bạn tên là gì ta? It's me Ben. Tôi là Ben hả? Ben 10 hả? Ben 10. Hy sinh vì anh Len. À ghê không? Quá good luôn. Đây chính là bạn này các bạn. Bạn này hồi nãy gọi là có trái hù mình rồi. Vậy mà bây giờ là ăn trái đo để giúp mình. Rồi, nhận nhiệm vụ nha. 30 giây bắt đầu. Đi em, đi em, đi em, đi 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 đi, go go go, nhanh lên. Dạ, đúng rồi em ơi. Đấy, được chưa, được chưa, được chưa. Tới rồi, tới nơi rồi, tới nơi rồi. Yo, mission đây nè. Yeah, thành công. Trời ơi, quá dễ. Wow. Cảm ơn em, thấy không? Mấy bạn này tốt rồi bạn ơi, giúp mình không có lý do gì luôn các bạn. Tôi xong nhiệm vụ rồi nè. Ông kêu, bây giờ á, là bạn có muốn nâng cấp Elite Law lên không? 3 triệu tiền Billy và 5 triệu điểm. Mình có 5.000 điểm các bạn, 5.000 điểm F. Mình đã có rồi, let's go. Wow, tuyệt chiêu mình thay đổi rồi. Để xem coi mình có gì thay đổi mới không. Ui, móng vuốt điện. Chà, quá ghê luôn các bạn, móng vuốt điện nè các bạn ơi. Quá là ghê gớm luôn các bạn à. Wow, bạn kia cũng có giống mình kìa. Quá là good luôn các bạn ơi. Ê, bây giờ mình thử coi móng vuốt điện khổng lồ được không ta. Ừ, rõ ràng là mình có thể sử dụng cái kiếm khổng lồ được hay có móng vuốt. Đây, móng vuốt điện khổng lồ nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình thử coi khổng lồ được. Đây mới đúng là móng vuốt siêu to, siêu khổng lồ nè các bạn ơi. Đó, quá ghê. Các em thấy như thế nào các em? Các bạn, các em thấy gọi là human như thế nào? Đây mới đúng là sức mạnh của trái human nè các bạn. Đó, ghê chưa, ghê chưa? Wow. Ê, bạn kia có trái human kìa. Cho bạn nó được không? Đó, bạn này có nè, cho bạn kìa. Lấy đi em, bạn nó cho kìa. Wow, những người anh em tốt Stay Home đã cho It's My Me Ben gọi là hạ cây trái human các bạn ơi. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu thấy hay đừng quên để cho mình một like, một đăng ký, một share, một comment. Các bạn nếu các bạn là fan chính muốn ủng hộ mình nha các bạn.